Đùa này nó bé quá bạn. Bé đâu. Nồi này siêu cay luôn. Nói rồi Ninh ba tiếng đồng hồ gần 5 tiếng đến nơi rồi. Chân giò su su bê ra 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 bên này bên này bên này bên này đá bên này cái nồi lồi ra cái nồi đít nhỏ nồi này giờ bê ra ngoài nó vẫn còn sụt sụt sụt. Rồi cho ra lá chuối đi. Nó khổ thế. Có vẻ ok đấy nhỉ. Mấy tiếng đồng hồ giờ mới được bê cái nồi xuống hạ cánh. Còn dài lắm. Ôi nó mẹ. Mẹ nó chấm anh em mà cho hết một lột. Đừng có không chấm nữa. Mời anh em nhá. Mình sẽ thử trước cái này. Nhiều lắm. Ta vị đủ cay năm nạm ớt nước nó đục thế này làm như ok anh ạ.
chị em làm gì làm chị em đây của anh em này. Cô bỏ mình lấy cho mình lại. Nồi cổ này, nồi này. Thôi, mời anh em nhá. À, phó, thì phóng ngã. Ôi, chờ lâu nó mới ngon. Còn muốn ăn nhanh thì chứ dọn nó kèm hoa, ui xa. Ngon nhiều. Rồi, bỏ đây.